Bóng đã bắt đầu lăn. Hành trình tại FIFA Women's World Cup 2023 của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chính thức bắt đầu. Sẽ là một liều thuốc thử cho sự tập trung của hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta cần tiếp ứng. Quá nguy hiểm. Không vào, tuyệt vời Kim Thanh. Trước đó thì cũng đã có một tình huống có vẻ như là số 20 Thierry Roosman đã đẩy xong đối với một trung vệ bên phía đội tuyển nữ Việt Nam. Một vị trí khép góc tuyệt vời của Kim Thanh đã cứu cho đội tuyển nữ Việt Nam một bàn thua. Huấn luyện viên Mai Đức Chung. Đội tuyển nữ Mỹ vẫn chưa thể tìm ra những phương án để tiến vào 1/3 cuối sân. Đường chuyền xuyên tuyến và phối hợp rất hay. Nguy hiểm. Và làm tường quá hay của Alex Morgan. Những chạm bóng đầy cảm giác của tiền đạo huyền thoại bóng đá nữ Mỹ đã trao cho Sophia Smith cơ hội đối mặt. Một lối chơi cực kỳ hiện đại, và có thể thấy một cái chạm bóng rất nhẹ thôi thì Alex Morgan đã tạo điều kiện cho Sophia Smith băng xuống, có cỡ đối mặt với Kim Thanh. Trinity Rodman đang thi đấu cho câu lạc bộ Washington Spirit. Vẫn là tốc độ của Rodman. Nguy hiểm. Cú đá chưa đủ khó để đánh bại Kim Thanh. Chắc chắn là ở FIFA Women's World Cup năm nay, chúng ta sẽ phải trông cậy rất nhiều vào Kim Thanh. Savannah De Melo. Đường chuyền cho Alex Morgan. Chân trái. Quá nguy hiểm. Và chạy chỗ rất hay của Alex Morgan. Và chuyền bóng cũng thực sự tuyệt vời. Sức dướn. Một pha bóng hoàn hảo. Chỉ thiếu đi độ chính xác của Alex Morgan. Vẫn là tình huống đánh trúng lộ. Kim Thành đã xuất sắc. Và sau đó thì Kim Thành của chúng ta cũng đã xuất sắc. Đúng như anh Việt đã nói, đây là một trận đấu mà chúng ta sẽ nhìn thấy Kim Thanh rất nhiều. Rất nhiều. Morgan phải nhả bóng ra. Trinity Rodman. Có pha tắc bóng của Hoàng Thị Loan. Và đó là tình huống can thiệp chính xác. Một pha bóng thoát tim. Hoàng Thị Loan là hậu vệ có khả năng xoạc bóng và tắc bóng rất chính xác. Tuy vậy thì chúng ta cũng đang hơi lo lắng một chút khi chứng kiến tình huống quay chậm này. Quan điểm của tôi, đây là một pha bóng chưa đủ để có thể thổi phạt đền. Một pha bóng chưa đủ. Và một chuỗi liên hoàn thì có thể thấy đây là một pha bóng mà cũng không nhiều khả năng. Mệt sức nhạy cả. Chúng ta chưa thể khẳng định là Hoàng Thị Loan đã tác động đến trái bóng hay chưa. After on-field review, the final decision is penalty kick for USA. Penalty cho đội tuyển nữ Mỹ. Tripping by number 5. Một tình huống mà Hoàng Thị Loan đã phạm lỗi bất cẩn trong nỗ lực chơi bóng và tác động tới pha tấn công của Trinity Rodman. Vẫn khá nhạy cả. Hãy chờ đợi vào Kim Thanh. Alex Morgan không vào, nhưng vẫn không vào. Tuyệt vời Kim Thanh. Tin được Kim Thành đối đầu với một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển quốc gia Mỹ ở thời điểm hiện tại. Nhưng cuối cùng thì Alex Morgan đã không thể thắng được Kim Thành trên chấm đá phạt 11m. Hay chính xác là một trong những chân sút vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá nữ Mỹ. Nhưng Alex Morgan đã không thể qua được Kim Thành của chúng ta. Cú đá quá hiền của Morgan và Kim Thành cũng đã đoán đúng hướng. Một pha bắt 11m rất đúng luật của Kim Thành. Chân trái của Kim Thành vẫn nằm trên vạch cầu môn. Hoàn toàn hợp lệ. Và bay người tuyệt vời. Và trong tình huống bóng 2 thì các đồng đội cũng đã làm tất cả những gì có thể để tiếp ứng cho Kim Thành. Tự hào Việt Nam. Thậm chí còn hơn một bàn thắng. Tình huống này còn hơn một bàn thắng.
ở phía bảng còn lại. Chúng ta hãy đến tình huống này đã. Kim Thành lại ra vào tốt. Một tình huống dứt điểm bóng hai. Và vẫn là Sophia Smith. Tuy vậy thì vẫn chưa có bàn thắng cho đội tuyển nữ Mỹ. Có vẻ như có lỗi việt vị. Và đây có vẻ là pha bóng mà một cầu thủ của Mỹ cũng đã việt vị rồi. Lỗi việt vị là ở trước đó của Alex Morgan. Và với tình huống làm chậm vừa rồi rất có thể sẽ có VAR vào cuộc anh Việt ạ. Vì tình huống làm chậm vừa rồi là một tình huống rất nhạy cảm. Khi mà kể cả tình huống trước đó chúng ta có thể thấy là pha bóng bổng thì một cầu thủ Mỹ vẫn đứng trên một cầu thủ hàng phòng ngự chúng ta. Một hiệp đấu thực sự dài. Như vậy bàn thắng được công nhận cho đội tuyển nữ Mỹ. Đúng là như vậy. Có lẽ là ở pha bóng trước đó trọng tài xác định rằng Alex Morgan không tham gia vào tình huống bóng. Và lại là bàn thắng cho Sophia Smith. Không, đây là một tình huống, tình huống mà có vẻ. Và chân của Lương Thu Thương cũng ở một vị trí khá nhạy cảm. Và sau đó, theo quan điểm của tôi thì Alex Morgan không việt vị ở trong bóng vừa rồi. Và đó là một tình huống xử lý chính xác của các trọng tài. Và sau đó thì có những cầu thủ đứng trước mặt thủ môn Kim Thanh. Tuy vậy thì vẫn còn Diễm My ở phía dưới. Pha bóng này làm cho chúng ta nhớ tới bàn thua trong trận đấu gặp New Zealand. Đúng vậy. Quả chạm bóng của Savannah De Melo. Thoát tim. Kim Thanh đã vẫy trái bóng ra phía sau và chấp nhận chịu một quả phạt góc. Đúng là Kim Thanh sẽ phải hỗ trợ ở các đồng đội rất nhiều trong những tình huống bóng bổng như thế này. Lại là pha ra vào của Kim Thanh. Phạt đặt lòng không chính xác của Rafael nhưng vẫn còn. Khá may mắn. Quá tả xung hữu đột. Sự lăn xả của các hậu vệ đội tuyển nữ Việt Nam đã khiến cho tình huống dứt điểm của Emily Fox đi vọt xa. Đây là tình huống cũng khá nhạy cảm. Chúng ta chưa thể nhận định rõ là Holden đã việt vị hay chưa. Đương nhiên là nếu bàn thắng được ghi thì mọi thứ sẽ được xem xét lại. Còn đây là pha bóng mà chúng ta đã phòng ngự. Đường chuyền của Lisa Holden. Pha chuyển xuyên tuyến rất hay. Đội tuyển Mỹ xuống được biên. Nguy hiểm. Đúng như chúng ta đã nói với nhau. Cảm giác bóng của Megan Rapinoe sau khi vào sân là chưa tốt. Trong một tình huống rất trống trải, thuận lợi từ nỗ lực của Rose Ravelio thì Megan Rapinoe có một cú đá không như ý. Julius, đường chuyền dài của số 8. Sức cản lướt rất đáng nể, trả ngược, nguy hiểm. Tỷ số là 3-0 cho đội tuyển Mỹ. Bàn thắng được ghi bởi Lindsay Horan. Khi trận đấu còn khoảng 15 phút là kết thúc thời gian chính thức. Và đây là tình huống mà Trương Thị Kiều, người đã nghỉ thi đấu quá lâu, đã không thể kiểm soát được tốc độ và sức mạnh của Sophia Smith. Khi Kim Thanh chưa kịp trở về khung thành thì mọi thứ là quá đơn giản cho Lindsay Horan. Sau khi Rosman rời sân thì Sophia Smith chuyển sang phía cánh phải. Ngay lập tức cô đã tạo ra một điểm nhấn và càn lướt ở nách trung lộ, sau đó trả ngược về cho người đội trưởng của mình, đó là Lindsay Horan. Và Horan đã không bỏ lỡ một cơ hội tốt tới như vậy. Nhưng phải nói là tình huống chạm bóng đầu tiên của Lindsay Horan là quá tuyệt vời.